hoạt động của tổ từ thiện An Lạc Tâm chúng tôi rất tích cực và rất tốt. Trung bình mỗi đợt từ thiện là 500 đến 1.000 suất quà. Những suất quà này đều được chúng tôi tự tay đi chọn lựa nguyên liệu sạch và chế biến, đóng gói tại nhà, rồi vận chuyển từ thành phố Nam Định đến cổng bệnh viện ca Tân Triều. Mỗi suất quà được trao gửi tới tận tay bệnh nhân và người nhà của họ khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc, cảm thấy hoạt động nhỏ của tổ đã phần nào hỗ trợ được một phần gánh nặng cho những con người đang mang trong mình trọng bệnh. Kính thưa các quý vị, tổ An Lạc Tâm ngã 6 chúng tôi hoạt động đã được hơn 10 năm nay rồi. Chúng tôi đã làm rất nhiều những cái chương trình thiện nguyện trên khắp các tỉnh thành trên cả nước. Tất cả những cái chương trình thiện nguyện là chúng tôi đều khảo sát, nên chúng tôi thấy các bệnh nhân hiện nay đang nằm điều trị tại bệnh viện K3 Tân Triều thành phố Hà Nội là cực kỳ khó khăn. Vì nơi đây là tuyến cuối, cho nên là rất nhiều các bệnh nhân đổ về đây để khám chữa bệnh, mà đa phần là các bệnh nhân nghèo ở vùng quê rất là khó khăn, mà không may mắc phải những căn bệnh nan y này rất khó chữa, về chi phí khám chữa bệnh là rất cao. Mỗi tháng tôi cùng tổ từ thiện An Lạc Tâm cùng nhau đồng hành di chuyển lên bệnh viện ca Tân Triều để mang đến cho người bệnh những suất cơm không đồng ngon và sạch. Mỗi chuyến đi đối với tôi là một trọng trách nhưng cũng là một niềm tự hào, bởi hoạt động nhỏ tôi đang đóng góp cho cộng đồng mang một giá trị nhân văn rất sâu sắc. Có những gia đình chia sẻ với chúng tôi là đã phải vay mượn và thậm chí là bán hết cả nhà cửa đi để phục vụ cho những cái chi phí chữa bệnh, thuốc men. Nên hơn một năm nay được sự ủng hộ của tất cả gia đình các anh chị và một số nhà hảo tâm, và đặc biệt là gia đình anh Mai Xuân Tứ, giám đốc công ty cổ phần xây dựng thương mại Phú Quý, đã hàng tháng phát tâm cho chúng tôi những chuyến xe không đồng để cho chúng tôi mang lên từ 700 cho đến 1.000 suất quà chia sẻ cho những bệnh nhân và các cháu nhi ung thư hiện nay đang nằm điều trị tại bệnh viện K3 Tân Triều thành phố Hà Nội. Tôi là nhà xe Tứ Quý, mỗi một tháng là cùng đồng hành với lại nhóm An Lạc Tâm đem các cái suất quà miễn phí đến cho bệnh nhân gặp khó khăn ở bệnh viện ca Tân Triều. Tôi cảm thấy là cái việc làm rất ý nghĩa cho người bệnh. Cảm xúc của tôi là hôm nay rất là vui, thì cũng rất là cảm ơn các mạnh thường quân, thì là cũng làm cái nhịp cầu nối để hỗ trợ cho các bệnh nhân, và đặc biệt hơn nữa là tôi cũng đại diện cho gia đình bệnh nhân, cũng rất là mừng và vui. Tôi là người mà quản lý nhà ăn này, thì cái mong muốn của tôi là đi con đường dài với bà con bệnh nhân, là giúp cho bà con là trong cái thời gian chữa bệnh. Hành trình yêu thương, bữa cơm từ thiện là hoạt động diễn ra hàng tháng của An Lạc Tâm từ năm 2023. Nơi đây tập hợp những người con đến từ Nam Định với mong muốn mang lại những nghĩa cử cao đẹp để giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là những bệnh nhân đang chữa trị tại bệnh viện ca Tân Triều. Cho đi là còn mãi, những suất cơm xuất phát từ trái tim được các thành viên trong tổ từ thiện tự chuẩn bị và trao tận tay cho các bệnh nhân một cách tận tình và chu đáo. Hy vọng rằng tổ từ thiện An Lạc Tâm luôn giữ vững tinh thần, sức khỏe để lan tỏa được văn hóa, nghĩa cử cao đẹp và trải dài sứ mệnh vì lợi ích cộng đồng.